200 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một thành công lớn trong công tác nhân sự. Niềm vui của các em thiếu nhi nhân dịp đầu xuân mới thông qua chương trình họp mặt nụ cười xuân 2016. Càng gần đến Tết, các thủ đoạn tuồn tiền giả vào nền kinh tế gia tăng. Làm thế nào để nhận biết tiền thật tiền giả? Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang sẽ trả lời trực tiếp trong chương trình. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tiến hành bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vào chiều ngày hôm qua thì Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Có thể nói đến thời điểm này thì Đại hội đã thành công, nhất là trong công tác nhân sự. Sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những thống kê đáng nhớ sau đây. Tham dự Đại hội Đảng khóa 12 có 1.510 đại biểu. Đại hội đã bầu ra 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lớn tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trẻ tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng, cùng 40 tuổi. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương trẻ tuổi nhất là đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 38 tuổi. Ngoài ra, trong 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có 100 đồng chí tái đắc cử, 19 đồng chí dưới 45 tuổi và có 18 ủy viên Ban Chấp hành là nữ. Sau đây là danh sách 14 đồng chí vừa trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tỉnh Tiền Giang có 2 đại diện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1962, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Đồng chí Trần Trí Dũng, sinh năm 1959, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Đồng chí Lê Minh Hoàng, sinh năm 1961, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Lữ Văn Hùng, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Lê Minh Khái, sinh năm 1964, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đồng chí Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đồng chí Phạm Văn Rạnh, sinh năm 1960, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An. Đồng chí Trần Văn Rón, sinh năm 1961, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đồng chí Trần Quốc Trung, sinh năm 1960, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Thưa quý vị, với cơ cấu Ban Chấp hành nhân sự khóa 12 được công bố thì các đại biểu và nhân dân cả nước đã nhận định đây là kết quả của tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ trong sinh hoạt Đảng, có mong muốn trẻ hóa, kế thừa trong bộ máy của Đảng. Sau đây là ý kiến của cán bộ Đảng viên Hậu Giang về kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Ban Chấp hành của Trung ương lần này đó thì đúng là cái tuổi trẻ mà dưới 60 đó là rất nhiều. Thì có thể rằng cái trẻ đó, đó nó cũng có đầy cái sức sống mãnh liệt, rồi có nhiều cái thông minh sáng tạo rồi đó. Trong cái lãnh đạo thì
nó cũng có những cái điều phát huy đó rất tốt. Thì bầu ra lần này thì tôi thấy đúng là có những đồng chí coi như đó là cái ban chấp hành đó, nghĩa là mạnh đó, bởi vì coi như là những đồng chí có tài và có đức, và cái đội ngũ tôi thấy lần này đó coi như là cái trẻ nhiều, và có nghĩa là về tài học cũng nghĩa là nhiều. Cho nên trên cơ sở đó tôi thấy cái ban chấp hành trung ương lần này đó thì tôi thấy nghĩa là mạnh đó, so với nghĩa là cái đợt trước đó. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng vào năm 2006 đánh dấu 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là đã đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, có tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu nền kinh tế có chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với sản xuất thị trường. Điểm mới quan trọng nhất trong Đại hội 10 là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô. Đây là bước tiến quan trọng và là bước đột phá trong tư duy của Đảng sau 20 năm đổi mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4 năm 2006, có sự góp mặt của 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 3.100.000 đảng viên trên cả nước. Chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Một trong những quan điểm mới của đại hội lần thứ 10 là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, không giới hạn về quy mô. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của đảng đã bầu ra 160 đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương chính thức và 21 đồng chí ủy viên dự khuyết. Bộ chính trị gồm 14 đồng chí là Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Chi, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Hồ Đức Việt, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được tín nhiệm và bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý. Đêm vui của các em thiếu nhi dân dịp đầu xuân mới thông qua chương trình họp mặt nụ cười xuân 2016. Càng gần đến Tết, các thủ đoạn tuồn tiền giả vào nền kinh tế gia tăng. Làm thế nào để nhận biết tiền giả, tiền thật? Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang sẽ trả lời trực tiếp trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016. Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng hành chương trình sáng nay thì phóng viên Yến Linh có thông tin. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an sinh xã hội mà đặc biệt là vấn đề chăm lo và giáo dục cho trẻ em luôn được tỉnh ta đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Ngoài những chủ trương chính sách cho trẻ thì hoạt động thăm và tặng quà cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh luôn được lãnh đạo tỉnh thực hiện thường niên nhằm để đảm bảo cho các em có được một mùa xuân ấm áp và khích lệ các em phấn đấu học tập trong thời gian tới. Trong buổi họp mặt hôm nay, 65 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp đã được tặng quà Tết, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng. Không chỉ riêng huyện Phụng Hiệp mà hoạt động này còn tổ chức đều khắp ở các huyện thị thành trong tỉnh nhân dịp Tết Bính Thân năm nay với hơn 200 phần quà. Con rất là vui khi được mấy chú tặng quà cho con. Con sẽ cố gắng phấn đấu học để cha mẹ thêm tự hào. Tôi mong rằng trong thời gian tới, các ngành, các cấp sẽ tăng cường hơn nữa những việc làm thiết thực hướng đến các em. Tuyệt đối không để các em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, không được ăn Tết. Các em phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững tinh thần ấy. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là 1.200 trẻ và 21.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Chương trình Nụ Cười Xuân nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ tình cảm, thắp sáng niềm tin tương lai cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết cố gắng vượt lên số phận, có thành tích tốt trong học tập. Vào chiều nay, thì ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm nhà trẻ mồ côi Qua Mai ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Trung tâm Công tác Xã hội và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ tại thị xã Ngã Bảy. Tại các điểm đến, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và biểu dương những cố gắng của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đơn vị trong việc dạy học và chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn thời gian tới. Cũng trong sáng nay, thì ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh lời chúc năm mới tất cả cán bộ, nhân viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đóng góp không nhỏ của vựa lúa đối với sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Qua đó mong rằng vựa tiếp tục tăng cường đầu tư nghiên cứu các giống lúa, chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác của Hậu Giang, nhất là trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững, để góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao đời sống của nông dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Thượng tá Nguyễn Tấn Lực, Phó Chính quỹ Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đã chúc Tết Đảng bộ Hậu Giang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự phấn khởi giữa hai đơn vị thông qua các hoạt động gắn kết biển đảo với đất liền. Tiếp đó, đoàn đã đến chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Song hành với nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia chúc Tết mừng năm mới Bính Thân, sáng nay đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức tặng 100 phần quà cho đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn năm 2016 vui xuân đầm ấm với tổng trị giá gần 50 triệu đồng, góp phần khuyến khích lực lượng tiếp tục sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất vì sự phát triển của địa phương. Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, lãnh đạo thị xã Ngã Bảy cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thị ủy Ngã Bảy đã ân cần thăm hỏi, ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đối với sự phát triển của thị xã Ngã Bảy trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến Tết thì các hoạt động trao đổi cũng như là nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân ngày càng tăng cao so với bình thường. Lợi dụng nhu cầu này thì nhiều đối tượng đã tìm cách để tráo tiền giả lấy tiền thật. Điều này thì gây bất an cho người dân khi mà thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Vậy thì làm thế nào để có thể phân biệt được tiền thật và tiền giả? Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay ông Ngô Trần Thanh Liêm, trưởng phòng tiền tệ kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, hiện nay thì nhu cầu sử dụng tiền mặt, tiền mới và tiền lẻ của người dân ngày càng tăng cao trong cái dịp Tết. Vậy thì để đảm bảo nhu cầu này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã có sự chỉ đạo đối với các ngân hàng như thế nào? Xin chào quý khán giả. Để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước trên địa bàn là theo dõi sát diễn biến thu chi tiền mặt trong toàn hệ thống, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng tiền mặt. Trên cơ sở đó, chi nhánh đã chủ động đề nghị Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chuyển tiền mặt về chi nhánh để đảm bảo đầy đủ tiền mặt và cơ cấu mệnh giá để chi cho các tổ chức tín dụng, kho bạc trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Kế tiếp nữa là về tiền mới thì chi nhánh đã phân bổ cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước trên địa bàn phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị trên cơ sở số lượng tiền mới Ngân hàng Nhà nước điều về. Đối với tiền mệnh giá từ 5.000 trở xuống, chi nhánh thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyệt đối không chi các loại tiền mới in nếu còn tồn kho từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.
việc không chi tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống là tránh trường hợp người dân sử dụng đồng tiền không đúng mục đích để đi đền chùa trong dịp Tết. Tiếp theo cuối cùng là tăng cường chất lượng dịch vụ ATM, thường xuyên giám sát tồn quỹ máy ATM để bổ sung kịp thời, đảm bảo việc rút tiền của người dân trong dịp Tết, đặc biệt là thời điểm giáp Tết không bị ắc tắc, đảm bảo công tác an ninh an toàn bảo vệ các máy ATM. Dân thưa ông, gần đến Tết thì hiện nay trên mạng có một số cái lời quảng cáo là có thể là đổi 1 triệu đồng tiền thật lấy tới 5 triệu đồng tiền giả và cam kết là giống tới 98%, hoặc là mua 2 tặng 1, rồi mua 1 tặng 2, hoặc là mua 3 tặng 2, vân vân, rất là nhiều. Như vậy thì cái mức độ vi phạm của hình thức này ra sao và mình sẽ có cái hướng xử lý như thế nào? Thì trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không xảy ra tình trạng đổi tiền thật lấy tiền giả như thông tin trên. Về cái hành vi, đối với hành vi xử lý mức độ vi phạm thì về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì tại điều 27 nghị định 96/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định mức phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Về mặt hình sự, điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình thức xử lý đối với hành vi này thì phạt tù từ 3 đến 7 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì phạt tù từ 5 đến 12 năm. Trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì phạt tù từ 5 đến 12 năm. Phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Dân với cái mức phạt mà ông trao đổi thì rõ ràng là có tính chất răn đe rất là cao. Thưa ông, với cái tình trạng mà tiền giả xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường hiện nay thì khiến người dân rất là hoang mang lo lắng. Không biết là ông có thể tư vấn cái cách để mà có thể phân biệt được tiền thật và tiền giả hay không ạ? Để giảm thiểu rủi ro thiệt hại về kinh tế do nhận phải tiền giả, người sử dụng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và nên có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt, nhằm giúp người dân nắm vững một số đặc điểm cơ bản để phân biệt tiền thật. Người dân cần chú ý những điểm sau. Thì trên tay tôi phía bên đây là tờ tiền giả, bên đây là tiền thật. Vì để phân biệt có tiền thật và tiền giả thì tôi xin hướng dẫn một số cách nhận biết như sau. Thứ nhất là, một là mình vuốt nhẹ cái tờ tiền để kiểm tra các yếu tố in lõm như là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng chữ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cái mệnh giá tiền. Đó. Thì đối với tiền thật thì khi mình vuốt như vậy thì cảm nhận được cái độ nổi nhám ráp của nét in. Còn đối với tiền giả thì nó cảm giác nó chân lì hoặc là có gợn tay nhưng không có cái độ nổi nhám ráp như tiền thật. Hai là soi tờ tiền trước nguồn sáng. Soi tờ tiền trước nguồn sáng để kiểm tra cái hình bóng chìm, dây bảo hiểm và hình định vị. Thì đối với tiền thật thì hình bóng chìm thì mình nhìn rõ từ hai mặt, mặt ngoài, mặt trước và mặt sau, nét in rất là tinh xảo và sáng trắng. Đối với cái dây bảo hiểm thì cũng thấy rõ từ hai mặt, chạy dọc theo tờ tiền, có cụm số mệnh giá hoặc chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Việt Nam đồng tinh xảo sáng trắng. Hình định vị, đây hình định vị thì trên hai mặt đều khớp kính tạo thành một cái hình ảnh hoàn chỉnh, các khe trắng đều bằng nhau, nhìn thấy được từ hai mặt. Đối với tiền giả thì hình bóng chìm chỉ là hình mô phỏng, không có tinh xảo. Các chữ số trên dây bảo hiểm thì không rõ ràng, không sắc nét. Hình định vị thì không khớp kính, các khe trắng này không đều nhau. Ba là trao nghiêng tờ tiền. Trao nghiêng tờ tiền để kiểm tra cái mực đổi màu, dãy màu vàng lấp lánh. Đây, trao nghiêng tờ tiền. Đối với tiền giả thì cái mực đổi màu nó khi nhìn thẳng á, được đổi màu khi nhìn thẳng. Đối tiền thật á, xin lỗi, đối tiền thật á thì mực đổi màu nó có màu vàng khi nhìn thẳng và trao nghiêng có cái màu xanh và dải lấp lánh
giải lấp lánh. Giải lấp lánh mình trao nghiêng thì nó sẽ có cái ánh sáng kim, nó sáng theo. Riêng đối với tờ tiền giả thì các yếu tố đổi màu, các yếu tố đổi màu thì không có đổi màu, hoặc là đổi màu nhưng không đúng màu như tiền thật. Rồi cái dãy nhũ vàng thì nó không có lấp lánh như tiền thật. Cuối cùng là bốn là kiểm tra các cửa sổ trong suốt, yếu tố hình ảnh của tờ tiền. Đối với tiền thật, cái cửa sổ trong suốt, cửa sổ lớn thì nó có cái mệnh giá dập nổi tinh xảo, và cửa sổ nhỏ thì nó mình soi đưa ra cửa sổ gần sát mắt như vậy, và mình để cái ngọn nến như vậy thì mình sẽ thấy được hình ảnh xung quanh cái nguồn sáng. Đối với tờ tiền thật, đối với tờ tiền giả thì cụm mệnh giá dập nổi trên cửa sổ lớn nó không tinh xảo như tiền thật, trong cửa sổ thì nó không có yếu tố hình ảnh, dù mình để ở góc độ nào dưới ánh sáng hay gì nó cũng không có. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Ngô Trần Thanh Liêm, trưởng phòng tiền tệ kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã cung cấp một số thông tin. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi của ông Ngô Trần Thanh Liêm thì chắc chắn là quý vị đã được cung cấp một số cái kiến thức để mà có thể tránh được cái kẻ gian lợi dụng. Và tôi xin được nhắc lại là bất cứ cái hình thức trao đổi và mua bán tiền giả nào thì cũng là điều vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong khí thế vui tươi phấn khởi thì những ngày này các đơn vị địa phương trong tỉnh đang triển khai hàng loạt các hoạt động văn hóa bổ ích, hấp dẫn để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và mừng năm mới Bính Thân 2016 với 30 hoạt động xuân. Khác với mọi năm thì các hoạt động năm nay sẽ được tổ chức tại công viên Chiến thắng và khu di tích Chiến thắng Chương Tiện, thành phố Vị Thanh. Về công tác chuẩn bị của các đơn vị đến thời điểm này như thế nào thì mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Hiện nay, công tác chuẩn bị hội thi báo xuân và cuộc thi bình chọn ấn phẩm Bính Thân 2016 đang trong công đoạn cuối. Ngoài triển lãm 400 ấn phẩm báo xuân, ảnh thành tựu, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng qua các thời kỳ, thì năm nay còn có thêm 8.000 quyển sách chuyên đề Đảng Cộng sản. Điểm nhấn và các cái tác phẩm nghệ thuật trên các cái ấn phẩm xuân cũng như là cái mảng sách về Đảng Cộng sản thì cũng chia ra thành từng cái chủ đề nhỏ. Bên cạnh đó thì cũng xếp thành những cái mô hình như là mô hình bến nhà rồng, về mô hình bố liềm để tăng cái sự thu hút của người tham quan. Thời gian này, hàng trăm ca sĩ, diễn viên múa tham gia chương trình lễ hội giao thừa đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Với chủ đề Mùa xuân hội tụ, chương trình sẽ khắc họa đậm nét những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang trong suốt thời gian qua. Ca múa nhạc chào đón xuân năm nay có nhiều điểm đặc biệt là tạo cho khán giả có cái niềm tin một cái mùa xuân mới đối với Đảng, đối với Bác Hồ và đối với có những cái dự định tốt đẹp cho một cái mùa xuân mới. Xen lẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ, người dân trong và ngoài tỉnh sẽ còn được mãn nhãn với ngày hội biểu diễn võ thuật mang không khí rộn ràng của mùa xuân mới. Cùng với đó là hội chợ hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Các hoạt động này diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày 20 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Thưa quý khán giả, hiện nay các tiết mục văn nghệ cũng như những tiết mục múa lân võ thuật đang được các đơn vị tập luyện với một bầu không khí hết sức là sôi nổi và phấn khởi, với sự chuẩn bị chu đáo từng công đoạn, từng động tác múa sẽ đem đến cho chương trình Mừng Đảng Mừng Xuân năm 2016 một chương trình đầy ý nghĩa với một mùa xuân đầy thắng lợi. Thưa quý vị, sau đây là thông báo khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn về tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 1, độ mặn ở phà ngã ba nước trong xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh đã tăng giọt lên 7,5 phần ngàn, cống kênh Lầu là 7,9 phần ngàn. Độ mặn tại cống Ba Cô, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, cống Hóc Bó là 5,9 phần ngàn. Đáng chú ý là toàn bộ xã Vĩnh Diện A đã bị xâm nhập mặn, độ mặn đo được từ 4,2 đến 4,4 phần ngàn.
Nguyên nhân mặn lên cao là do ảnh hưởng của triều cường biển Tây. Với độ mặn này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Vì vậy, các khu vực Quả Tiến, Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa, Lương Tâm, Quỳ Long Mỹ cần theo dõi sát sao và không đưa nước lên ruộng. Nội dung này thì cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.